xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh chị đây tiếp tục chia sẻ đến với các bạn một món bánh. Đây cũng có thể là một cái món để mà mình ăn sáng hoặc là một cái món bánh ăn vặt. Nó rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon, cũng như là rất là quen thuộc đối với người miền Nam. Không biết là các bạn ở miền Bắc, miền Trung các bạn có từng thử qua cái món bánh này chưa? Nếu như mà chưa thì các bạn đừng bỏ qua video của mình ngày hôm nay nha. Thì để làm được cái món chuối nếp nướng này thì hôm nay mình có chuẩn bị ở đây là 600g nếp. Nhà của mình còn bao nhiêu thì mình sẽ làm bấy nhiêu. Nếp sau khi mình đã vo sạch rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ngâm nước. Mình sẽ ngâm nếp trong khoảng thời gian là 8 tiếng đồng hồ. Còn nếu như mình gấp làm các bạn thì mình ngâm ít nhất là thời gian là 3 tiếng đồng hồ nha. Rồi ở đây là chuối. Đây là chuối xiêm chín, hay còn gọi là chuối xứ đó các bạn. Mình sẽ chọn những cái quả chuối nó có chấm đen bên ngoài vỏ thế này nè, nó không có bị hư đâu. Những cái quả chuối như thế này mình ăn nó rất là ngọt, bởi vì nó đã đạt được cái độ chín rồi. Ở đây là nước cốt nhất, mình vắt cho nó kẹo. Ở đây là 150g nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường hơi vung. Về độ ngọt thì các bạn có thể là điều chỉnh nha. Rồi mình dần vào đây thêm một muỗng cà phê muối để cân bằng lại cái độ ngọt, cũng như là sẽ có cái vị ngọt đậm đà hơn. Giờ thì mình sẽ khuấy tan đường muối mình để sang một bên. Mình quay trở lại với chuối nè. Bây giờ mình sẽ đi bóc vỏ nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, bên ngoài thì nó có cái chấm đen nhưng mà ở bên trong nó trắng tinh nè, nó vẫn còn rất là ngon. Mình làm chuối nếp nướng thì mình ưu tiên mình chọn cái chuối nó vừa chín tới, nó đã có cái độ ngọt, đừng có chín rục quá nha các bạn. Như vậy thì mình sẽ khó bọc nếp, còn sống thì nó sẽ có cái vị chát, ăn không có ngon. Với một nải chuối như thế này thì mình cho vào đây một muỗng canh đường, một chút xíu muối, 1/4 muỗng canh rượu trắng để cho chuối nó sẽ có cái tương mật cũng như nó đỏ đẹp. Bây giờ mình sẽ xóc đều lên và để ở đây 30 phút để cho chuối có thời gian ngấm. Giờ thì mình sẽ đi rút nếp cho thật là khô ráo. Mình cho vào sửng hấp. Mình dàn đều mỏng nếp ra như thế này. Rồi mình sẽ chừa một cái khoảng trống ở chính giữa để cho hơi nước có thể bốc lên làm cho nếp chín. Cho một ít lá dứa vào nữa nha các bạn. Rồi sau khoảng thời gian 20 phút mình hấp, bây giờ thì mình sẽ lấy lá dứa ra. Giờ thì mình sẽ xới đều sôi như thế này, nó rất là dẻo luôn. Ở đây mình dùng nếp thường thôi mà nó dẻo như thế này rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ rưới cái nước cốt dừa mình đã chuẩn bị trước đó nè. Bây giờ mình vừa rưới mình vừa xới đều lên nha. Rồi mình tiếp tục mình rưới nha các bạn, cho đến hết cái lượng nước cốt dừa mình đã chuẩn bị. Giờ thì mình đậy nắp lại và mình hấp thêm 10 phút nữa. Hết 10 phút thì mình sẽ cho sôi ra ngoài một cái thau như thế này. Bây giờ mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Các bạn có thể cho nhiều hơn nếu mình thích bóng mượt hơn. Rồi mình xới đều lên. Sau khi xới đều mình cho lại vào trong sửng hấp. Mình hấp tiếp tục thêm khoảng 10 phút nữa. Ở đây là lá chuối. Mình đã chuẩn bị, mình đã lau cho sạch rồi. Rồi mình phơi nắng cho nó hơi héo héo thế này, hoặc là mình trụng qua nước sôi để khi mà mình gói bánh nó sẽ dễ hơn, nó không có bị rách cái lá chuối. Rồi đây là sôi của mình đã chín rồi nè, mình cho lại ra thau. Đối với món chuối nếp nướng thì mình sẽ hấp sôi, nó không có quá nhão, cũng đừng có quá khô. Nó vừa có cái độ mềm dẻo như thế này là rất là ngon. Nếu mà nó nhão quá thì khi mà mình gói bánh á, bánh của mình nó sẽ không có được đứng, nó không có đẹp. Lúc này sôi vẫn còn rất là nóng. Bây giờ mình chuẩn bị một cái túi như thế này. Mình cho lượng sôi vào đây. Mình sẽ chia sôi thành những phần bằng nhau. Hôm nay mình sẽ làm khoảng 13 trái nha các bạn. Mình dàn mỏng ra. Các bạn có thể là dùng thớt hoặc là dùng cái cán bột á, để mà mình cán nếp nó sẽ dễ dàng hơn.
Ở đây thì mình sẽ dùng tay luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ bọc chuối, mình sẽ bọc nếp cho thật là kỹ như thế này. Mình bọc xung quanh quả chuối cho nó kín luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bọc lá chuối. Mình bọc như thế này nè các bạn. Ban đầu là mình sẽ bọc lá chuối nhỏ. Đó, mình bọc hai bên như thế này. Sau đó thì mình sẽ cuộn vào trong cái lá chuối lớn. Mục đích mình cuộn lá chuối như thế này là để khi mà mình xếp chồng lên nhau thì chuối nó sẽ không có bị dính lại với nhau, cũng như là định hình chuối cho nó đẹp. Với những người người ta bán, người ta làm cái số lượng lớn á, thì người ta phải bọc như thế này để người ta bảo quản ở bên ngoài qua đêm hoặc là trong ngăn mát của tủ lạnh. Như thế này á, thì nó sẽ không có bị dính lại với nhau. Cũng như là khi mà mình nướng á, các bạn nó sẽ thơm cái mùi lá chuối, nó rất là ngon luôn. Hương vị nó rất là đặc trưng và đặc biệt. Giờ thì cũng đã tối rồi cho nên là mình sẽ bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Sáng mai mình sẽ mang ra mình nướng nha các bạn, để ăn sáng. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nước cốt dừa. Ở đây là 400ml nước cốt dừa. Mình cũng vắt cho kẹo. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh đường hơi phun, nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình cho vào đây một ít lá dứa để nước cốt dừa của mình thơm hơn. Mình có để lại đây một ít nước cốt dừa để mình khuấy với một ít bột năng để mình tạo độ sánh cho nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh bột năng, hay còn gọi là bột mì tinh đó các bạn. Các bạn thích sánh hơn thì các bạn tăng cái lượng bột năng lên nha. Giờ thì mình bật bếp lên và mình sẽ đi khuấy đều. Mình để mức lửa trung bình. Mình nấu cho nước cốt dừa nó vừa sôi lăn tăn lên. Nước cốt dừa bắt đầu sôi và dậy mùi thơm thì mình sẽ cho bột năng từ từ vào. Cho đến khi đạt được cái độ sánh như mình mong muốn thì mình sẽ dừng. Chuối nếp nướng thì mình sẽ ăn kèm với nước cốt dừa cũng như là đậu phộng rang. Hôm nay thì mình sẽ nướng chuối bằng bếp than nha các bạn. Mình sẽ chờ cho bếp than của mình nó còn bếp than hồng thì mình mới đi nướng được nha. Lửa lớn quá thì rất là dễ bị cháy khét. Rồi mình cho lần lượt những quả chuối mình đã bọc lá chuối nè, mình cho lên đây. Mình vừa chở qua như thế này, mình thấy lá chuối nó vừa khô lại thì mình nên lấy lá chuối ra liền. Hôm nay là mình lấy hơi chậm cho nên là nó bám một ít cái lá chuối như thế này nè các bạn. Rồi mình sẽ nướng cho đến khi mình thấy là món bánh chuối nếp nướng của mình nó vàng đều hết các mặt luôn thì mình sẽ gấp ra. Món này là mình phải chở liên tục đó các bạn, bởi vì nó rất là nhanh vàng. Mình nướng nửa than nó nhanh lắm. Món này gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người, trong đó có mình nữa các bạn. Lúc nhỏ các bạn mình thường hay qua nhà của chị hàng xóm, mình phụ với chị làm cái món này để bán nè. Ngày xưa cái thời của mình món này một trái chỉ có 1.000 đồng thôi. Còn bây giờ thì cũng lâu rồi mình không có thưởng thức món này ở bên ngoài, cho nên là mình cũng không biết là giá của một trái chuối nếp nướng như thế này thì sẽ có giá là bao nhiêu nữa. Bạn nào mà là tín đồ của món bánh này cũng như là thường hay ăn thì các bạn cho mình biết với nha. Rồi đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ cho nước cốt dừa ra ngoài chén như thế này. Mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ rưới lên bấy nhiêu, hoặc là mình có thể là rưới trực tiếp lên trên món bánh chuối của mình. Món này thì mình có thể là ăn không như thế này cũng được, không cần ăn với nước cốt dừa hoặc là đậu phộng cũng được luôn nha các bạn. Mình thích có cái độ thơm béo, cái độ bùi bùi giòn của đậu phộng thì mình sẽ chan nước cốt dừa lên, rồi mình rắc một ít đậu phộng rang vàng, giả nhỏ mình cho lên trên. Nhìn có đẹp mắt không các bạn? Nhìn rất là ngon luôn ha. Đây là món bánh chuối nếp nướng của mình. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích và sẽ làm cái món này thành công cho gia đình của mình thưởng thức nha. Chuối nếp nướng bên ngoài vàng ươm, có cái độ giòn, xốp, không có bị chai cứng. Bên trong thì mềm, dẻo, có cái độ thơm béo của nước cốt dừa.
và chuối thì rất là ngọt. Mình chúc cho các bạn sẽ ngon miệng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết món ăn của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy thích món bánh này cũng như là cách làm này, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chia sẻ thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm một món bánh ăn vặt tại nhà như thế này nha. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy bình luận vào bên dưới. Mình hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!